Xin chào anh em, và hôm nay thì đã lâu rồi mình cũng chưa có review một cái sản phẩm nào ngoài đồng hồ. Hôm nay thì mình sẽ trở lại với một cái video về một hãng kính mà rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Như các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có dòng chữ Lotus ở trước mặt. Lotus là một trong những cái hãng kính mà số 1 của Đức về cái độ chế tác tinh xảo cũng như là về thiết kế cũng như chế tạo thủ công hoàn toàn 100%. Và Lotus thì nếu mà nói về thương hiệu ai chơi kính lâu thì nó có thể sánh ngang với Cartier hoặc là những cái thương hiệu như Bentley về cái độ cao cấp, về độ mắc tiền và về độ hoàn thiện cực kỳ tốt của nó. Chiếc Lotus này của mình thì cũng không ngoại lệ. Đây là một trong những cái mẫu Lotus rất là cao cấp, và như các bạn có thể thấy là với một cái mẫu kính mà hộp của nó ở ngoài thì được làm sang trọng như vậy. Mình sẽ mở hộp dần và phân tích với anh em về cái dòng sản phẩm này. Lotus thì là một trong những cái hãng rất là lâu đời của Đức, và nó xuất thân nó là từ một cái đơn vị chuyên sản xuất về jewelry, tức là những cái sản phẩm mà trang sức cao cấp và chế tác vàng. Như các bạn có thể thấy ở đây là ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái certificate với cái logo Lotus từ năm 1872. Và khi các bạn mở certificate này ra thì chúng ta sẽ có ở phía trong nó ghi rõ là certificate này. Và khi các bạn mở ra thì ở đây thì nó sẽ có nói qua về Lotus. Đầu tiên là câu đầu tiên là chúc mừng bạn đã mua một trong những cái sản phẩm Solid Gold thì rất là tuyệt vời từ Lotus. Và các bạn có thể thấy ngay ở đây là những cái dòng chữ ở phía dưới họ ghi rất là trang trọng dành cho những người sở hữu những cái sản phẩm của Lotus. Ở phía bên này thì các bạn sẽ thấy đó là có một cái phần handmade, và đây là Goldsmith Master, tức là cái nghệ nhân làm ra cái kính này. Thì đây là chữ ký tươi của nghệ nhân đó, và như các bạn thể thấy đây là dấu mực tươi đó. Còn với chi tiết này thì khi các bạn mua thì các chi tiết này nó sẽ được ghi vào đó, và đây là những sản phẩm handmade. Lotus sản xuất kính không nhiều và nó đa phần là theo cái order và theo cái bespoke nhiều, cho nên là các bạn có thể ít thấy. Ở Việt Nam thì mình biết đó là có Vina Optic là hiện tại đang là đơn vị mà phân phối cái sản phẩm này ra thị trường Việt Nam, và mức giá của họ thì thường là cũng rất là cao. Với những cái sản phẩm này thì nó sẽ vào khoảng tầm 180 triệu trở lên, đến những cái sản phẩm đến hàng trăm triệu đó. Như các bạn có thể thấy ở trong cái quyển catalog này chúng ta có thì Lotus còn có những cái sản phẩm mà đính kim cương rất là to như vậy đó, và tất cả đều được làm handmade đó, và các bạn có thể thấy ngay. Rồi mình sẽ đến cái phần chính của chúng ta, đó là mở hộp cái mẫu kính của chúng ta. Mẫu kính của chúng ta thì ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp da được làm rất là đẹp. Đó, nó được làm rất là đẹp. Và khi chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có thấy cái hộp này được tách thành hai phần. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái khăn, và chắc chắn ở phía dưới này là cái kính của chúng ta. Còn ở phía dưới thì các bạn sẽ có một cái hộp kính. Và hộp kính này được chế tác với cái chất liệu đó là da cá sấu với cái màu da rất là đẹp. Và chúng ta sẽ thấy ở trong. Đó, chúng ta sẽ có cái logo Lotus thì được in ở phía trên này. Đó, và cái phần da này thì các bạn nhìn thấy nó hiển thị rất là tuyệt vời. Nó rất là sang. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khăn microfiber để giúp cho chúng ta có thể lau kính, và chiếc kính của chúng ta thì được ở dưới. Đây là kính gọng cận, và các bạn có thể thấy ngay là với cái chất liệu vàng thì chúng ta vàng nguyên khối tất cả, thì các bạn có thể thấy ngay cái màu sắc của nó được làm rất là tuyệt vời. Mình sẽ tạm thời gập cái này lại. Với chiếc Lotus này thì để phân biệt được một chiếc Lotus mã của nó thì chúng ta sẽ nhìn vào phía trong. Có thể là cái camera của mình nó chưa đủ tốt, nhưng các bạn có thể thấy ở đây đó là cái Lotus của nó thì nó sẽ có mã là L16R222 ở đây. Đó, và chiếc này thì sẽ có size là 56, 18 và 145. Và RG750 là hiển thị cho cái Rose Gold 750, tức là chiếc này sử dụng vàng là 750. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái tiêu chuẩn CE của Europe, và đây là một chiếc được sản xuất tại tại Đức và được làm handmade. Mã của nó là L16R222 như mình đã nói đấy. 56 thì sẽ là cái kính này của chúng ta là 56, còn 18 thì nó sẽ là cái phần cầu này của chúng ta là 18, còn 145 thì nó sẽ là chiều dài của cái chiều dài của cái kính này, cái thân kính này, các bạn có thể thấy rõ. Ở phía bên này thì các bạn sẽ có đó là cái dòng chữ khác. Ở phía bên này chúng ta cũng sẽ có một cái dòng chữ khác. Dòng chữ bên này thì được khắc đó là logo Lotus
Lotus này, chúng ta sẽ có thêm biểu tượng là RG18KT nữa. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái dòng chữ rất là quan trọng, đó là Handmade in Germany. Đó. Với một chiếc kính Lotus thì cái việc mà được làm handmade thì sẽ rất là tuyệt vời. Và như các bạn có thể thấy ở đây là cái phần case của em nó thì được làm rất là đẹp, với cái phần như các bạn có thể thấy là phần họa tiết ở phần thân case ở bên phải. Đó. Phần case này ở bên phải của chúng ta thì được làm họa tiết rất là tốt. Phần kính này của chúng ta cũng được làm rất là đẹp, và các bạn có thể thấy ngay là với cái phần thân bên này nó được làm hoa văn này thì nó sẽ được làm cực kỳ là sang trọng. Đó, và cái phần chuyển từ cái phần hoa văn này đến cái phần case của chúng ta. Với những cái mẫu Lotus thì nó sẽ có những cái điểm đặc trưng. Điểm đặc trưng đầu tiên đó là bên đuôi kính trái của chúng ta thì thường là sẽ được gắn một viên kim cương, và viên kim cương tự nhiên. Còn phần bên phải của chúng ta thì sẽ có logo chữ L của Lotus. Như các bạn có thể thấy đây là logo chữ L của Lotus, được làm rất là đẹp. Nói chung là cái này thì mình quay lên nó không có rõ, và nó cũng rất là khó để mà quay một chiếc kính mảnh như vậy. Tuy nhiên là khi các bạn đến ICS các bạn cầm ở ngoài thì các bạn sẽ thấy là mẫu này được làm cực kỳ chi tiết và trau chuốt. Đây các bạn có thể thấy ngay là khi mà mình để tay vào mình thì nó sẽ lấy nét rất là tốt ở đây. Và các bạn sẽ thấy cái phần thân case của chúng ta được làm rất là đẹp, với những cái đường hoa văn tuyệt vời. Mẫu này thì có cái phần thân case này nó rất là dày, và do đó là chiếc này rất là dày vàng. Để mà làm ra được một chiếc kính nguyên khối như này thì thực sự là không phải là dễ. Và khi các chi tiết này cần sự mảnh mai nhưng mà vẫn cần cái cứng của nó. Thì như các bạn có thể thấy cái phần đuôi kính này nó được làm rất là đẹp với những cái phần uốn này. Các bạn có thể thấy ngay những cái phần uốn này họ làm rất là tuyệt vời, và chúng ta cầm vào sẽ rất là cứng, chứ nó không có hề nó mỏng manh như là chúng ta nghĩ là vàng 18K. Đó. Ở phía trong thì như các bạn thấy là từng con ốc, từng con vít ở đây thì đều được làm rất là đẹp và chi tiết và trau chuốt. Chúng ta sẽ được bọc đầy đủ vàng ở đây. Đó, và các bạn sẽ thấy ngay được làm cực kỳ đẹp. Cái phần ve kính này của chúng ta thì các bạn sẽ thấy ở phía trong nó sẽ có cái logo của Lotus, đó là logo hình bông hoa sen. Lotus ở tiếng Đức nó là hoa sen, còn với tiếng tiếng Anh thì nó gần tương tự với cả Lotus của chúng ta. Các bạn sẽ thấy ngay là đó là ý nghĩa của cái tên Lotus của chúng ta, và các bạn sẽ thấy ngay là ở đây chúng ta sẽ có biểu tượng hoa sen của Lotus. Đó. Ở phần cầu kính này của chúng ta thì nó cũng được gắn một cái con số là 750 ở đây, để cho các bạn có thể thấy ngay đó là chất liệu vàng 18K 750. Đó. Ngoài ra thì ở hai phần đuôi kính ở phía trong của chúng ta thì cũng được gắn là logo Lotus ở phía trong, và chúng ta sẽ có con số 750 ở đây. Ở phía bên tay trái này của chúng ta cũng vậy. Đấy. Phía bên đuôi trái của chúng ta thì cũng có cái, như các bạn có thể thấy ở đây là cũng có cái con số 750 ở phía đuôi. Đó, con số 750 ở phía đuôi. Nói chung đây là một mẫu kính cận rất là sang trọng, dành cho anh em mà thích về những cái kính gọng vàng và được làm tại Đức, cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của Đức, về cái chất lượng handmade cũng như là về cái cơ khí của Đức thì phải nói là hiện tại nó đang là số 1 thế giới rồi. Cho nên là với những cái sản phẩm từ Đức ra thì nó luôn có một cái sự gọi là rất là hoàn hảo về cái chất liệu cũng như về cách gia công. Mẫu này thì đang được bán tại Lotus với cái giá nó khoảng tầm 240 triệu, và chiếc này thì mình đang có một chiếc sưu tầm được với cái mức giá rất là tốt, và chiếc này cũng là một trong những chiếc mới chưa sử dụng. Kính này vẫn là kính nguyên của Lotus Decan, và với chiếc này thì mình sẽ bán với giá chỉ chưa đến 130 triệu thôi. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này, anh em có thể qua ICS để trên tay và thử kính, cũng như là nếu như các bạn cần chúng ta có thể đi kiểm tra kính rất là bình thường thôi, đến tận trung tâm của Vina Optic để chúng ta có thể kiểm tra mẫu kính này xem có phải là xịn không và có phải xịn không. Đấy là ICS có đảm bảo với anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.